series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 20, tiếp nối phần trước. Mặc dù có rất nhiều định nghĩa khác nhau về rượu vang tự nhiên từ các nhà sản xuất khác nhau. Để hiểu, bạn hãy nhớ toàn bộ quá trình này chỉ đơn giản là không có gì được thêm vào và không có gì bị lấy đi. Nó có nghĩa là các nhà sản xuất rượu sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một sản phẩm với càng ít sự can thiệp càng tốt. Có thể hiểu đơn giản các nhà sản xuất sẽ áp dụng các phương pháp canh tác hữu cơ, trồng nho khô, nghĩa là không tưới, không phun thuốc diệt cỏ hoặc thuốc trừ sâu trong vườn nho, không finishing hoặc lọc và, trong một số trường hợp, không bổ sung lưu huỳnh. Tuy nhiên, Daily Wine cần phải nói rằng lưu huỳnh là một sản phẩm phụ xuất hiện tự nhiên của quá trình lên men và có nhiều nhà sản xuất coi nó là một phần quan trọng của quá trình sản xuất rượu vang. Lưu huỳnh dioxit SO2 được thêm vào để bảo quản rượu và chống lại khả năng thay đổi hương vị. Lượng SO2 cần thiết tùy thuộc vào nhà sản xuất, nhưng có một số nhà sản xuất rượu tự nhiên sử dụng lượng tối thiểu lớn hơn 170 ppm, thậm chí một số người tránh điều này hoàn toàn. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.